Nấu ăn cho em. Bác ơi, bác có thể cho cháu xin một chiếc bánh được không? Cháu đói quá. Xin xỏ gì, người ta còn chưa mở hàng, ra chỗ khác đi. Đi ngay, ở đây không phát đồ ăn miễn phí nhé. Này nhóc, sao lại ngồi trước cửa quán nhà cô thế này? Cháu xin lỗi, tại cháu đói quá, nhưng cháu không có tiền. Cháu chỉ muốn ngồi đây ngửi mùi một lúc cho đỡ thèm thôi ạ. Ngồi đây làm gì? Vào nhà đi. Cô mời cháu một bát mì nhé. Sao ạ? Cô mời cháu ạ? Sao? Không muốn ạ? Dạ không ạ, cháu muốn lắm. Cảm ơn cô ạ. Ăn từ từ thôi, không nghẹn. Lâu lắm rồi cháu mới được ăn một bát mì ngon thế này. Ngon quá cô ạ. Thế ăn đi nhé. Nếu hết bát này vẫn chưa no thì bảo cô. Cô ra phụ chú bán hàng đã. Hôm nay khách đông quá anh nhỉ. Ngày nào cũng thế này thì tốt, đông khách thì tốt, nhưng thế này thì vất vả quá. Gần 2 giờ sáng mới xong việc. Ngày nào cũng thế thì vợ chồng mình đuối mất. Vất vả mấy mà có mình bên cạnh thì em cũng chịu. Cô chú ơi, cô chú ơi, mau đóng cửa lại đi, có người xấu. Là sao? Cô nhìn kìa, họ đang tiến về đây đó. Anh ơi, mau đóng cửa lại. Kỹ thật, chúng nó đóng cửa rồi. Thế thì phá cửa ra. Tôi đã báo cảnh sát rồi, họ sẽ có mặt trong vài phút nữa thôi. Các người sẽ không thoát được đâu, nếu không ra khỏi đây ngay lập tức. Có lẽ chúng đi rồi. Cậu bé, hôm nay may mà có cháu. Cô chú cảm ơn cháu nhiều lắm. Không có gì ạ. Nhưng sao cháu biết chúng sắp đến cướp tiệm mì của nhà cô mà đến báo kịp thời thế? Cô còn nhớ hôm cô mời cháu ăn bát mì không? Trong lúc ngồi ăn, cháu ngồi cạnh một nhóm người. Tiệm này làm ăn có vẻ khá đấy, chắc là nhiều tiền lắm đây. Đợi ngày nào chúng đóng cửa muộn, khi đó vắng người, chúng ta sẽ ra tay. Cháu tình cờ nghe được câu chuyện đó nên vô cùng lo lắng. Vậy tại sao cháu không báo cho cô chú biết sớm mà để đến tận hôm nay? Cháu cũng muốn thế lắm chứ. Nhưng liệu cô chú có tin lời một đứa trẻ con như cháu không? Bởi vì cháu cũng không biết chắc chắn lúc nào họ sẽ đến. Vì thế, ngày nào cháu cũng ở đây cho đến khi cô chú đóng cửa để chờ đợi. Cho đến hôm nay, khi nhìn thấy họ, cháu mới dám chắc đó là sự thật và báo cho cô chú biết. Đúng là chỉ hơn nhau một tích tắc thôi. Nếu cháu không đến kịp thì chắc chắn có chuyện lớn xảy ra rồi. Nhưng việc này hình như quá nguy hiểm đối với một đứa trẻ như cháu. Tại sao cháu lại liều mình giúp chúng ta vậy? Cháu mồ côi từ nhỏ, đã đi xin ăn rất lâu, nhưng chưa có ai đối xử tốt với cháu như cô chú. Cô chú không những không đuổi mắng cháu mà lại còn cho cháu ăn ngon và no. Cháu... Thôi nào, cháu đã vất vả rồi. Đêm nay cháu cứ ở lại đây ngủ một giấc đã, rồi ngày mai nói chuyện tiếp. Dạ. Trong khuôn mặt thằng bé lúc ngủ mới đáng yêu làm sao. Anh à, chúng ta đã không có con nhiều năm rồi, hay là mình nhận bé Minh làm con nuôi? Thằng nhỏ cũng ngoan ngoãn. Anh cũng định nói với em thế. Từ nay chúng ta sẽ trở thành người một nhà. Con hãy ở lại đây với chúng ta. Chúc mừng anh, là bé gái nặng 3.5kg. Ôi, con gái của ba. Em gái à, em ngủ ngoan nha. Sau này lớn, nhất định phải hiếu thảo với ba mẹ đó. Minh, nửa đêm, con xách ba lô đi đâu đó? Con chỉ mang quần áo thôi, không có gì quý báu trong này đâu ạ. Ba có thể kiểm tra. Con nói linh tinh cái gì vậy? Ba đang hỏi là con đi đâu,
chứ có nói con lấy cái gì quý giá đâu. Con xin lỗi vì không báo trước cho ba mẹ, chắc con sẽ rời khỏi đây ạ. Con nói gì vậy Minh? Sao con lại rời khỏi đây? Con không muốn ở đây với ba mẹ và em sao? Con rất muốn, nhưng... Nhưng sao? Con nỡ bỏ ba mẹ mà đi à? Con không thương ba mẹ nữa sao? Trước đây, con sống trong cô nhi viện. Đến 6 tuổi thì được người ta nhận nuôi. Nhưng rồi không lâu sau đó, họ sinh được em trai thì họ không còn yêu con nữa. Họ mang con trở lại cô nhi viện và bỏ đi. Con đã chạy theo xe họ, chạy mãi và cuối cùng bị lạc, nên mới trở thành trẻ lang thang. Ba mẹ đã có em rồi, chắc cũng không cần con nữa phải không? Ngốc quá, sao có thể nghĩ như vậy? Ba mẹ không bao giờ hết yêu con. Con đã là con của ba mẹ rồi thì cả đời vẫn là con của ba mẹ. Có em Bông, ba mẹ sẽ càng yêu thương con hơn. Chính con đã mang em Bông đến với gia đình ta, cho nên con phải ở đây cùng ba mẹ mãi mãi, biết chưa? Con rất yêu ba mẹ và em. Em trai của chị. Hai con ăn tiếp đi nha, xong rồi để đó mẹ dọn. Bây giờ mẹ phải đi sang nhà bác Lâm có việc. Mẹ ơi, ngày mai sinh nhật bạn con, lát nữa mẹ cho con ít tiền để con đi mua quà cho bạn con nha. Tiền mẹ để trên bàn nha Lan, mà lát nữa hai chị em đi cùng nhau cho vui. Vâng, con cảm ơn mẹ. Lúc nãy chị mới xem một bộ phim hay lắm nha. Khiếp, hồi hộp cực kỳ luôn. Như thế nào ạ? Có đoạn đứa bé 13 tuổi, bằng tuổi của chị, nó bị bắt cóc khi một mình đi vào siêu thị đó. Em nhớ đấy, lớn như chị mà còn có thể bị bắt cóc. Em bé thế đi đâu cũng phải có người lớn đi cùng nghe chưa? Vâng, em biết rồi. Chỉ là phim thôi mà, chị cứ làm như em còn bé lắm ấy. Leo leo. Thôi ăn nhanh lên đi. Chị quên mang chìa khóa xe, mà ở đây lại không có bảo vệ trông. Thôi, em chịu khó ở đây trong xe nha. Vâng, nhưng chị phải nhanh lên nhé. Mua thêm mấy món đồ nữa. Để lần sau con à. Muộn thế này cửa hàng người ta sắp đóng cửa. Gần 10 giờ đêm rồi còn gì. Có đoạn đứa bé 13 tuổi, bằng tuổi của chị, nó bị bắt cóc khi một mình đi vào siêu thị đó. Sao em lại ở đây? Sao chị đi lâu thế? Chị nghe điện thoại của bạn một lát. Mà sao em không ở ngoài trong xe vào đây làm gì? Trời ơi, mất xe thì sao? Ra đi nhanh lên. Trời ơi, chị đã bảo chờ ở đây mà, sao em lại vào làm gì? Bây giờ mất xe rồi đó. Xin lỗi, tại em sợ. Sợ cái gì chứ? Em đừng có mà nói lý do lý trấu. Ở đây đèn đường sáng choang thế này mà. Em đúng là hồ đồ. Bây giờ chị biết nói sao với mẹ đây. Chị Lan, chị đừng giận em. Trời em với. Tránh xa chị ra. Chị ghét em, ghét em. Em luôn làm chị mệt mỏi, phiền toái. Sao em lại là em của chị kia chứ? An à, nghe mẹ nói nè con. Con xin lỗi mẹ. Thật sự mẹ đã rất buồn vì sự bất cẩn của hai chị em con. Nhưng nếu như cứ buồn bã mãi cũng chẳng có ích gì. Mẹ chỉ mong sau lần này hai chị em sẽ cẩn thận hơn, được không con? Mẹ không phạt con sao? Thật ra lúc đó con sợ chị bị bắt cóc, nên con chạy vào cửa hàng mà quên mất là còn có chiếc xe.
Sao cơ? Bị bắt cóc là sao con? Vâng, lúc tối chị kể cho con nghe câu chuyện về đứa trẻ bị bắt cóc trong siêu thị mẹ ơi. Lúc đó vắng người mà mãi con không thấy chị ra, nên con sợ chị cũng bị bắt cóc như thế. Vì con mà mất cái xe đó, con xin lỗi. Thì ra là thế, không đâu con à. Con của mẹ ngoan lắm. Con biết quan tâm chị như vậy mẹ rất vui lòng. An à, chị xin lỗi. Nếu chị không làm cho em cảm thấy lo lắng như vậy thì điều tồi tệ sẽ không xảy ra. Chị xin lỗi. Chị không ghét em chứ? Chị chưa bao giờ ghét em cả. Chị vẫn muốn em là em của chị chứ. Đương nhiên, chị là người chị may mắn nhất trên đời vì có em là em trai của chị. Giống lúa cao sản. Chà chà, thế là sắp được thu hoạch rồi đây. Đúng là giống cao sản có khác. Hạt nào ra hạt nấy, năng suất thì cứ gọi là. Mà nghe chú Bảy nói gạo của nó cũng thơm ngon tuyệt vời, chẳng thua gì giống tám thơm ngày xưa đâu. À, nhà mình thật may có chú Bảy làm trong viện nghiên cứu, nên mới được thử nghiệm giống lúa cao sản quý như thế này. Ông bà Năm cũng ra thăm đồng đó à. Dạ, năm nay ông bà trồng giống lúa gì mà tốt vậy? À, là một giống cao sản mới đó. Chú Bảy nhà tôi gửi về cho trồng thử. Ôi thế à, vậy lúc nào thu hoạch, ông bà để cho tôi vài ký làm giống nha. Giống mà chú Bảy bên ấy cầm về thì khỏi phải bàn rồi. Ừ, cái này để tôi nhân giống lên đã. Với lại cái giống này trông thế thôi, chứ khó chăm sóc lắm đó. Vậy hả? Nè, bà chú ý nha. Đừng có bô bô với cả làng chuyện giống lúa này. Mình có công trồng thì có công hưởng, rảnh rỗi gì đâu mà đi nhân giống cho người ta. Nhưng mà thông nhân nhị gì cả, cứ nghe theo tôi hiểu. Nào nào, nhanh xem cơm gạo cao sản nó ra sao nào. Ây chà chà, mùi rõ là thơm. Ôi chà, ngon quá. Vừa dẻo vừa đậm đà. Ừ, ngon thật. Nhưng mà ông nè, ông định làm gì với số thóc thu được? Mình ăn thì không có hết, bán đi thì chưa biết giá cả như thế nào. Bà yên tâm, tôi tính cả rồi. Bà nhớ cái cửa hàng tạp hóa của thằng lớn nhà mình trên phố không? Tôi định gửi gạo cho con nó bán hộ. Gạo quê trồng lại thơm ngon thế này, cứ gọi là tha hồ được giá. Nhưng mà ông nè, hàng xóm láng giềng kêu tôi để lại ít giống nhiều quá, từ chối mãi rất ngại. Mình có nên... Tôi đã nói không là không. Bán cho người làng thì ai dám lấy đất. Thiệt đơn thiệt kép. Ngoài thóc giống nhà mình ra, bà cứ xác hết thành gạo rồi mang lên cho con nó bán. Vụ tới mình lại trồng tiếp giống cao sản này. Chà chà, có vẻ năm nay lại được mùa rồi. Cái anh cao sản này thế mà hay. Hả? Sao thế này? Sao bông này hạt lại không giống vụ trước thế này? Chết thật, rất nhiều bông bị như vậy. Thế này là sao? Không được rồi. Lúa mà bị lẫn giống thế này á thì làm sao mà bán được chứ? Trên thành phố họ sành ăn lắm, mua đắt thật đấy. Nhưng mà phải đúng loại gạo ngon cơ. Còn không thì... không được rồi. Alo, ủa, anh Năm hả? Chú Bảy ơi, chú còn nhớ chỗ giống cao sản chú gửi về cho anh Vũ trước không? Ừ, em nhớ chứ, giống đó em trực tiếp nghiên cứu mà. Quý lắm đó anh ơi, sắp tới chúng em sẽ nhân giống để sản xuất đại trà đó. Ừ, anh biết, vụ vừa rồi thu hoạch rất tốt, nhưng mà vụ này lại khác quá chú ơi. Ruộng lúa nhà mình có nhiều bông thóc lẫn quá à. Mà anh nhớ lúc chọn giống, anh đã nhặt ra từng bông rồi. Vậy mà... Thôi chết, em quên không dặn anh. Dù là giống thuần thật ấy, nhưng nếu như chỉ có một mình trồng, khi trổ bông, phấn hoa từ các ruộng bên cạnh sẽ bay sang,
làm lúa nhà mình bị lai tạo thành các đời F1, F2. Chỗ lúa anh trồng không thể làm giống được vì nó không còn thuần nữa rồi. Hả? Không còn là lúa thuần chủng nữa ư? Thế thì phải làm sao? Giống ấy tốt lắm, anh muốn trồng lâu dài cơ. Thế thì có một cách, là em sẽ gửi lại giống về cho anh chị. Anh chị nhớ chia cho cả những nhà bên cạnh cùng trồng. Vậy là sẽ giữ được giống. Chia giống cho những người xung quanh ư? Không được chú ơi. Một mình anh trồng thóc còn được giá, chứ còn bà con ai cũng trồng thì mất giá lắm. Ồ, anh nghĩ như thế là tự hại mình đó. Muốn giữ được giống tốt thì không còn cách nào khác đâu anh. Thế nha, em sẽ thu xếp gửi giống về. Chà, tốt rồi. Năm nay có các nhà bên cạnh cùng trồng, lúa không còn bị lai tạp lẫn lộn với giống khác nữa rồi. Chiếc áo xanh của mẹ. Đi học về rồi hả con? Có chuyện gì thế? Mẹ ơi, con được chọn lên thành phố thi triển lãm tranh rồi. Thật sao? Vâng, chính bức tranh con vẽ mẹ mặc chiếc áo xanh đó ạ. Ôi, con gái của mẹ giỏi quá. Vậy khi nào thì triển lãm trên thành phố vậy con? Tuần sau mẹ ạ. À, con phải vào kể với ba đã. Ba ơi, con được đi dự triển lãm trên thành phố đấy. Ba thấy con có giỏi không? Mẹ, hôm đó mẹ cũng đến dự triển lãm nhé. Và mẹ nhớ phải mặc chiếc áo xanh rất đẹp mà ba tặng mẹ đó. Mẹ nha. Ừ, mẹ nhớ rồi. Còn con sẽ mặc. Chiếc áo này cũ mà cọc quá rồi. Chiếc này chị Tâm mới cho, nhưng rộng thùng thình à. Thôi, cứ mặc chiếc áo này cũng được. Có một vết vá nhỏ thôi. Mình à, con càng lớn càng giống mình đó. Nó ngoan ngoãn và giỏi lắm. Chỉ tiếc là em chẳng thể lo đủ cho con bé bằng bạn bằng bè. Tội nghiệp đó. Mình ơi, giá như mình có ở đây. Đúng rồi. Một tuần sau. Thích quá. Vậy là ngày mai được lên thành phố dự triển lãm rồi. Mai ơi. Dạ. Con thử chiếc áo này xem. Ừ, áo mới. Lại đúng màu xanh con thích. Đẹp quá. Ừ, mẹ chuẩn bị cho buổi đi triển lãm trên thành phố ngày mai của con đó. Con có thích không? Ồ, vừa như in, thích quá. Con có áo mới rồi. Con cảm ơn mẹ. Con cất vào tủ, mai mới bỏ ra mặt mẹ ạ. Mẹ, sao lại... Mẹ ơi, có phải mẹ đã cắt chiếc áo của mẹ để may áo cho con? Ờ, thì không sao đâu con, đằng nào mẹ cũng chẳng mấy khi mặc đến nó. Mẹ không mặc vì mẹ rất quý chiếc áo kỷ niệm của ba, thế mà mẹ lại cắt ra để khâu áo mới cho con. Mẹ... Kìa con, áo mẹ có mấy khi mặc đến đâu. Với lại, quà kỷ niệm của ba con mặc nó sẽ càng ý nghĩa chứ sao. Ba mà thấy chắc sẽ vui lắm. Con gái của mẹ nín đi nào. Con vừa giỏi vừa ngoan, mà chẳng lẽ phải mặc áo vá đi dự triển lãm thì mẹ sẽ buồn lắm. Ước muốn cả cuộc đời của ba mẹ là chăm lo, bao bọc con, thì một chiếc áo này có xá là gì. Mẹ.
Chiếc khăn ngày xưa. Sao cứ đi đi lại lại thế hả bà cụ non? Mẹ nói hôm nay chị hai về mà, sao mãi chẳng thấy chị về thế? Chắc chị còn bận việc, lát nữa chị về, con cứ ngồi xuống đây với mẹ. Lát là bao giờ ạ? À? Mẹ ơi, Út ơi, con về rồi ạ. À? Chị hai về rồi. Chị hai về có mua quà cho em không? Có chứ, không mua quà cho Út thì mua cho ai nè. Đây, bim bim của Út đây. Á, à, sao lại là bim bim? Sao thế? Mỗi khi Út thích ăn bim bim lắm mà. Chị hai hứa mua cho em chiếc khăn len ở trên chợ huyện mà. Chị quên rồi hả? Ờ, chị hai không quên. Chị hai nhớ chứ. Thế sao chị không mua? Lần nào về chị hai cũng nói nhớ, mà chẳng mua gì cả. Ờ, thì... Kìa Út, chị hai nói mua là sẽ mua mà, con đừng giục chị. Tháng sau sinh nhật Út, nhất định chị sẽ mua cho Út, chắc chắn đó. Chị nhớ nha. Ừ, chị hứa. Con làm thuê trên tỉnh, tháng được bao nhiêu đồng đâu, mà bày đặt hứa mua cho nó thứ đắt tiền làm gì, để tháng nào về nó cũng nhắc vậy con. Tháng tới lĩnh lương là con dành đủ tiền mua cho em rồi, mẹ đừng lo. Thôi con vào tắm rửa xong, phụ mẹ nấu cơm nha. Thích quá đi mất, hoan hô chị hai. Nhất Út rồi nhé, cảm ơn chị hai đi. Cảm ơn chị hai, em yêu chị hai nhất. Yêu chị hai nhất, thế mẹ thứ mấy? Con yêu cả mẹ, cả chị hai nhất luôn. Đường thành phố đúng là đông như kiến. Nếu không vì lên thăm con Út á, thì mẹ chắc chả bao giờ đặt chân lên đây đâu. Em nói giỏi mới mua được nhà trên phố chứ, mẹ phải mừng mới phải. Mà chẳng mấy khi mẹ lên chơi, chắc em nó mừng lắm. Ờ, hôm nay lại đúng sinh nhật nó nữa, mẹ mang nhiều đồ quê lên lắm, tha hồ mà ăn uống. Con hỏi em nó thích quà gì mà nó không nói, kêu trên này thứ gì cũng có rồi. Nhưng con đã chuẩn bị một món quà rất đặc biệt cho nó mẹ ơi. Đảm bảo nó sẽ rất bất ngờ và thích cho mà xem. Ừ, mẹ biết con tặng em quà gì rồi. Sao mẹ biết ạ? À? Cả tuần nay con cứ hì hục đan lát, ai mà không biết. Mẹ tin Út nó sẽ xúc động lắm. Mình đi thôi mẹ. Ừ. Mẹ với chị hai lên chơi, sao không điện thoại cho con ra đón? Mà con đã bảo trên này thứ gì cũng có. Mẹ mang đồ quê lên làm gì cho cực? Mẹ nói cây nhà lá vườn nên an toàn lắm. Lại toàn những thứ em thích. Em ráng mà ăn cho hết nha. Ăn hết chỗ này thì mập lắm. Chà bố cô, người thì như dây leo thế này mà còn sợ mập hả? Mà càng mập lên thì đẹp chứ sao con? Tặng sinh nhật em nè. Quá, còn cả quà nữa à? Cảm ơn chị hai. Trời, chị hai ơi. Sao thế Út? Cái khăn này lỗi mốt lắm rồi. Giờ còn ai quàng cái màu quê mùa này nữa chị hai? Chỉ phù hợp với mấy bà ở huyện thôi à. Mà đường đan sao lởm khởm thế này, ẩu thế mà cũng bán được. Chị hai mua nhầm đồ dởm rồi. Em đã nói rồi, trên này cái gì cũng có. Chị hai mua làm gì cho mất công? Kìa Út. Đúng thế mà mẹ. Ở công ty con bây giờ, các chị em họ choàng khăn lụa, khăn nhập ngoại. Chứ còn... Út. Ừ. Thế để chị đem về cho mấy đứa trẻ ở nhà quàng cho ấm. À, để chị đem thức ăn cất vào tủ lạnh kẻo hỏng hết. Còn thật là... Chiếc khăn đó không phải chị hai mua mà là nó tự đan đó. Tự đan à? Sao tự nhiên chị hai lại... Không phải tự nhiên đâu. Con không nhớ gì à? Con thử nhìn kỹ lại xem. Nó có giống chiếc khăn ngày xưa chị đã dành giùm mấy tháng lương để mua cho con không? Hồi đó con đã thích như thế nào hả? Chiếc khăn ngày xưa ư? Chỉ vì muốn con bất ngờ, muốn con được vui mà chị đã bỏ ra cả tuần để đan lại chiếc khăn đó. Chị con biết con không thiếu thứ gì, nên chỉ muốn tặng con món quà tinh thần làm con vui thôi. Vậy mà con... Đúng là đứt giống. Con thật là chị con chắc đang buồn lắm đó. Mẹ, con vô tâm quá. Chắc chị hai giận con lắm.
Chị hai thương con nhất sẽ không giận con đâu. Nhưng có lẽ chị con buồn lắm. Con mau đi xin lỗi chị con đi. Dạ vâng, con ra với chị con đi. Hãy like, comment, subscribe kênh để xem thêm những video mới nhất nhé.